tấm thiệp màu trắng nhỏ nhắn như thế này của chúng tôi. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm cùng mình nhé. Tiếp theo mình xem các cái tờ giấy màu vàng này để làm hoa nha. Mình sẽ cắt ra những mảnh giấy. Mình sẽ cắt ra những mảnh giấy này. Mình sẽ cắt ra 12 cái. Sau khi mà đã cắt xong, bây giờ mình sẽ gấp đôi nó lại như thế này nha. Các bạn sẽ gấp tất những cái tờ giấy lại như thế cho mình. Thứ năm này, cái thứ sáu này, cái thứ bảy, cái thứ tám này, cái thứ chín. Mình còn 3 cái nữa nha. Sau khi mà đã gập xong, bây giờ mình sẽ dùng xé để cắt nha. Một này. Mình sẽ cắt hết toàn bộ như vậy đây nè. Mình còn 6 cái nữa nha. Mình còn 2 cái nữa này. Sau khi mà đã cắt xong, bây giờ mình sẽ gắn nó lên tấm thiệp nhé.
mình sẽ gắn từ mấy cái này lên. Trước khi gắn thì mình sẽ vuốt cho nó thẳng. Vậy là mình đã gắn xong 12 cái cánh hoa lên cái tấm thiệp rồi. Ở đây mình có một cái viên ngọc đính đá, mình sẽ đính lên để làm nhị hoa nha. Như vậy là mình đã làm xong một tấm thiệp nhỏ nhắn xinh xắn màu trắng có trang trí bông hoa màu vàng như thế này. Rất là đơn giản và dễ làm. Mọi người có thể sử dụng những cái tờ giấy màu hoặc những cái tờ giấy thủ công để làm các cái tấm thiệp giống như mình nhé. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt.